muốn ăn thì xuống đây nha con. Đây, bạn nào muốn ăn xuống đây. Đây, muốn ăn thì xuống đây nhá. Đây, 1, 2, 3. Đọc quá. Cho mẹ mượn lại cái này. Bi, cho mẹ mượn lại. Đưa cho mẹ lại đi. Cho mẹ mượn lại nha. Nha Bi. Ờ, cho mẹ mượn lại nha, mẹ làm việc. Đấy, cho mẹ mượn lại mẹ làm việc. Đấy, cho mẹ mượn lại mẹ làm việc nha. Đấy. Đấy, cho mẹ mượn đi. Ừ, cảm gì đấy. Cho mẹ mượn lại làm việc đi. Cho mẹ mượn lại nha. Nha. Đấy, cho mẹ mượn lại đi. Đấy. Cho mẹ mượn đi. Lại chơi với Lucky kìa. Chạy lại chơi Lucky đi. Cho mẹ mượn đi. Ừ rồi, đi lại lại kia chơi Lucky đi. Rồi, lại kia chơi Lucky. Ủa, lấy lại hả? Trời ơi. Bữa giờ mẹ cho chơi thì không chơi đâu. Bữa nay ta lấy xuống làm việc thì lại lấy chơi. Ủa kỳ dở. Bi. Hả? Bữa cho chơi thì không chơi. Bữa ta lấy làm việc thì lại dành chơi. Hả? Kỳ gì ông? Chúc tôi làm việc mà. Bi ơi, làm gì kỳ hả? Lại cái chơi với Lucky kìa. Dạ. Bây bữa nay ngoan lắm đó. Biết là lên đây là ăn ông gì. Quá nước quá. Ông gì. Ông. Ông này. Giỏi quá. Ông á chơi đó. Vi đưa nguyên trái không anh đâu. Bút bổ nha anh. Vi lịch sự chứ. Vi xuống đây con. Nè, đi đi. Đúng rồi đây, đúng rồi đây. Đúng rồi, đúng chỗ con. Đó, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vi ngồi xuống. Giỏi quá. Đúng rồi, đúng không? Xuống đây. Xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi. À đây. Rồi, đi xuống này, đi xuống này. Xuống này. Xuống đây. Rồi, xuống. Xuống, ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống. Đi ăn bị lẻ là kỳ đi. Ăn lẻ là gì? Con hả? Muốn ăn thì xuống đây nha con. Đây, bạn nào muốn ăn xuống đây. Đây, muốn ăn thì xuống đây nha. Đây, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Vậy hả? Ôi trời ơi, ăn uống mà đu hoài quá. Ê, đi xuống đây này. Rồi, xuống đây, xuống đây. Xuống đây. One, two, three. Qua này, qua. Quá nha. Ồ. Rồi. No rồi ông anh hả? Muốn không nè? Yeah, qua đây, qua đây. Một, hai, yeah. À, đập. Đập quá. Qua đây, qua đây. Đó. Không, ông anh không? Anh không? Anh thì qua đây nè. Qua đây nè. Đi qua đây nè. Wow. No.